Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: thiết kế một cái hash set. Chi tiết đề bài, chúng ta sẽ thiết kế một cái hash set mà không sử dụng bất kỳ cái thư viện của cái hash table nào được xây dựng sẵn ở trong ngôn ngữ lập trình. Cụ thể hơn thì thiết kế của chúng ta cần phải bao gồm các cái chức năng sau đây. Chức năng thứ nhất là f value, có nghĩa là chúng ta phải chèn vào một cái giá trị mới vào trong cái hash set của chúng ta. Chức năng thứ hai là chúng ta kiểm tra xem là contain value, là chúng ta sẽ phải trả về là cái giá trị này có tồn tại ở trong hash set hay chưa. Nếu tồn tại rồi chúng ta trả về true, nếu chưa tồn tại chúng ta trả về false. Và chức năng thứ ba là chúng ta sẽ phải remove value, tức là chúng ta xóa bỏ một cái giá trị ở trong cái hash set. Nếu mà cái giá trị đó không tồn tại thì là coi như chúng ta không làm gì cả. Rồi chúng ta qua ví dụ. Ở ví dụ đầu tiên chúng ta phải có một cái hàm khởi tạo. Chúng ta phải khởi tạo cái my hashset của chúng ta thành một cái đối tượng hashset. Sau đó chúng ta sử dụng đối tượng này gọi cái phương thức ép. Chúng ta thêm giá trị số 1 vào trong cái set. Chúng ta thêm giá trị số 2 vào trong cái set. Và thứ ba là chúng ta kiểm tra giá trị số 1 có tồn tại trong set không. Thì chúng ta thấy là chúng ta đã có giá trị số 1 ở cái bước đầu tiên, nên chúng ta sẽ trả về true. Kế tiếp chúng ta kiểm tra giá trị 3 có tồn tại trong set hay không. Thì chúng ta thấy là trong cái set ta chỉ có 1 và 2, chưa có 3, nên chúng ta sẽ trả về false. Tiếp theo thì chúng ta lại thêm cái giá trị 2 vào trong cái set, trong khi đó là giá trị 2 đã có rồi, nên là coi như cái này không làm gì cả. Rồi chúng ta lại kiểm tra giá trị 2 cũng trả về true. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xóa giá trị 2. Thì sau khi chúng ta xóa, chúng ta kiểm tra lại thì giá trị 2 bây giờ là trở thành false bởi vì đã bị xóa mất rồi. Rồi. Thì khá là đơn giản đối với những ai mà chúng ta đã quen sử dụng cái kiểu dữ liệu hashset. Thì đó là một cái kiểu tập hợp. Hashset thì nếu mình dịch vào tiếng Việt thì có nghĩa là tập hợp, và không là một tập hợp không trùng lắp, chứa tất cả các giá trị, chứa tất cả các kiểu dữ liệu, chứa tất cả các giá trị có cùng kiểu dữ liệu và không trùng lặp. Đó, ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta đã có cái giá trị 2 rồi, chúng ta thêm vào một cái giá trị 2 nữa thì nó cũng chỉ có một giá trị 2 trong cái set thôi. Cái lần thứ hai người ta ép vào là nó không có được thực thi, nó không có hiện thực được cái gì hết. Nên chúng ta chỉ cần xóa một lần xóa thôi thì nó đã không còn tồn tại ở trong cái set nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ bước qua phần thuật giải để suy nghĩ giải quyết cho vấn đề này. Thì mình sẽ sử dụng một cái mình sẽ sử dụng một cái array kiểu boolean để đại diện cho cái hash set này, và mình sẽ sử dụng cái array boolean đó để hiện thực cho các chức năng f, remove hay contain. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nó bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo cái array ở đây. Thì nó kiểu boolean. My hashset của mình sẽ chứa một cái thuộc tính là array kiểu boolean. Sau đó thì mình sẽ có cái hàm khởi tạo, mình sẽ trả về cái my hashset này. Bây giờ mình sẽ khởi tạo cái map của chúng ta là kiểu boolean. Chúng ta sẽ make kiểu boolean này với cái chiều dài, thì chúng ta sẽ lấy cái chiều dài tối đa nè. Đó. Chúng ta sẽ cho nó chiều dài tối đa tăng lên một đơn vị. Rồi thì sau khi chúng ta khởi tạo cái hashset của chúng ta sẽ có chứa một cái array kiểu boolean ha, và có chiều dài maximum là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái hàm f. Thì trong với hàm f thì đơn giản là chúng ta chỉ việc lấy this chấm array tại vị trí thứ key, chúng ta gán cho nó bằng true. Rồi sau đó tới hàm remove thì ngược lại, chúng ta delete chấm array tại vị trí của key, chúng ta bằng bằng false. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trả về hàm content, chúng ta trả về là delete chấm array tại vị trí thứ key đó. Rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra, nếu mà nó có tồn tại trong này thì cái giá trị của nó là true, còn nếu không tồn tại thì giá trị của nó là false. Rồi chúng ta sẽ thử chạy cái này với ví dụ 1 ha.
Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công cái ví dụ 1, kết quả trả về giống với kết quả yêu cầu của đề bài. Bây giờ mình thử submit để giải các ví dụ khác. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ của đề bài. Do cái bài này là chỉ là mình hiện thực các cái hàm đơn lẻ, các cái phương thức đơn lẻ ở trong một cái đối tượng, và nó sẽ được gọi theo một cái thứ tự mà chúng ta không thể biết trước được, tùy vào cái test case của chương trình. Nên mình sẽ không phân tích về cái độ phức tạp của thuật toán cũng như độ phức tạp của không gian lưu trữ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.